Vâng, thưa cộng đoàn, yêu thương thì chắc chắn sẽ được đáp đền bằng yêu thương. Đừng ngần ngại và đừng chần chờ, hãy cho đi yêu thương để chúng ta có thể nhận về yêu thương như chính Thiên Chúa đã trao ban chính con một mình. Và đêm hôm nay, đêm tình yêu thương ấy đã bừng sáng trong hy vọng, rút ngắn khoảng cách giữa những trái tim, bởi vì chúng ta đều là con Thiên Chúa và không có bất cứ cự ly nào cho những trái tim cả. Và lời nguyện cầu đêm nay sẽ làm bừng sáng niềm tin, niềm hy vọng cho ngày mai. Trong tâm tình ấy, xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe ca khúc Kìa Trời Mừng Vui qua phần trình diễn của ca đoàn Đắc Lộ. Chúng hàng đã lạnh đường.